23. Hạ Giang luôn một lòng trung thành với phụ hoàng, cho nên ta không thể nào hiểu nổi tại sao Hạ Giang lại bất ngờ đứng về phía Tạ Ngọc. Nếu Tạ Ngọc làm gì đó cho ông ta thì sao? Chắc chắn là vậy. Tiên sinh đúng là suy nghĩ thấu đáo. Giữa Hạ Giang và Tạ Ngọc không có tình cảm gì. Chắc chắn Hạ Giang có điểm yếu gì đó mà Tạ Ngọc đã nắm được. Hạ Giang giữ mạng cho Tạ Ngọc, Tạ Ngọc giữ kín không nói ra. Một cuộc giao dịch. Đúng, đây chắc chắn là giao dịch được thỏa thuận khi họ gặp nhau trong đại lâu. Điện hạ xin khoan đừng nóng giận. Tô Mộ cũng chỉ suy đoán. Nếu muốn tra rõ, ta phải gặp mặt họ cho rõ mới được. Tiên sinh muốn tới hỏi Tạ Ngọc sao? Điện hạ có chút thế lực trong nhà lâu, sắp xếp giúp ta được không? Chuyện này không có gì khó. Nhưng người này lòng dạ lang xối, hắn muốn bảo toàn tính mạng, e là sẽ khó thuyết phục được hắn đó. Vậy phải xem nói như thế nào được. Sư phụ, Đồng Nhi mấy ngày nay có ngoan ngoãn không? À, lời của sư phụ, trước giờ sư muội không dám làm trái. Mấy ngày nay sư muội ở trong phòng tĩnh tâm suy nghĩ. Ta biết rõ tình cảm của huynh muội con rất là tốt, không được hồ nhau lừa gạt sư phụ đâu. À, Đồng Nhi không dám. Tánh của Đồng Nhi nông nổi, con là đại sư huynh thì phải trông chừng nó. Gần đây tâm trạng của bệ hạ không tốt, con nói nó ngoan ngoãn chờ đợi, đừng đi khắp nơi gây rối cho ta đâu. Dạ. À đúng rồi, Thu Nhi khi nào trở về vậy? À, mấy ngày trước Hạ Thu cho bộ câu đưa thư, nói là sự gì sẽ nhanh. Sư phụ, chuyện gì vậy? Ta cảm thấy có người. Có người? Đâu có ai. À, sư phụ, ngươi cứ việc yên tâm, Nguyên Kính Ti này có sư phụ trấn giữ, con nghĩ cho dù là cao thủ Lăng Nha Bản cũng không dám bén mạng tới đây. Xuân Quynh đừng như trẻ con nữa có được không? Bây giờ sư muội vẫn đang trong thời gian bị cấm túc. Xuân Quynh, sao lại là cậu? Có ai phát hiện không vậy? Cần hồi âm không? Cậu nói với Tô Thiên Sinh, ta nhất định sẽ đi. Được. Ở chỗ này nó là thiên lao, người nào tự cửa đó đi vô, có ai mà không phải là nhân vật có tiếng tăm chứ. Nhưng mà bọn họ dù quay tới mấy, khi qua con đường u ám tới nhà lao, có ai mà không kêu la khóc lóc. Từ người có chức trở thành phạm nhân, không khóc mới là lạ. Nhưng cũng có người không khóc. Nhìn bên đó đi, nhìn chữ hàng đó đi, chuyên nhốt hoàng tộc. Còn bây giờ tuy là thường xuyên được để trống, nhưng mà vài năm trước hoàng tử trưởng Kỳ Dương điện hạ đã bị nhốt ở đó. Cha gặp sao? Gặp rồi. Là một người rất ngoan cố. Tô tiên sinh mời. An đại nhân. Là ở đây sao? À, ở đây là ngục chứa hàng, chuyên dùng để nhốt các hoàng tộc. Bên này mới là nội lao. Tô tiên sinh mời.
ta còn nghe ngươi nhắc, ta sẽ cho ngươi một trận luôn đó. Tô tiên sinh xin đi cẩn thận, ở trong đây âm u, lỡ như không cẩn thận bị thương, hạ quan không biết phải ăn nói sao với Dự Dương điện hạ nữa. Mời. Tô tiên sinh, chính là nơi này. Mời Tô tiên sinh tự nhiên, hạ quan xin đợi ở bên ngoài. Đã làm phiền An đại nhân. Ngươi ra ngoài đợi ta. Mời. Ta hầu gia, gần đây có khỏe không? Tại sao mới nửa tháng không gặp, hầu gia không nhận ra Tô Mỗ nữa rồi? Đương nhiên là nhận ra. Lúc tiên sinh vừa mới tới kinh thành, không phải đã lấy thân phận khách ở trong phủ của ta sao? Đúng vậy. Lúc đó lần đầu tiên gặp mặt hầu gia, ngài có phong thái uy nghiêm, khí phách hiên ngang, là trụ cột của triều đình, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thì ra hôm nay tiên sinh tới đây chính là muốn dầu đổ bìm leo, mỉa mai châm biếm ta. Phong cách này không được cao quý lắm. Hôm nay ta gặp nạn này là do vận số không may, tiên sinh đuổi theo tới tận đây, không cảm thấy mình giống dạng tiểu nhân thấp hèn sao? Hầu gia còn biết được trên đời này có hai chữ tiểu nhân. Ngài đúng là gặp nàng, nhưng không hề oan ức. Trong lòng hai chúng ta đều rõ, Trác Định Phong tố cáo lời nào cũng là thật, chuyện nào cũng chắc như đinh đóng cột. Ngài đã gần tới hoàng tuyền, vẫn không biết liêm sĩ cố gắng ngụy biện, cũng chỉ vì muốn giữ tính mạng. Nhưng nói tới cũng, chẳng qua ngài chỉ muốn bảo vệ Hạ Giang mà thôi. Hầu gia cười chuyện gì? Quá nồn nóng phải không? Ta cười tiên sinh nhanh như vậy đã nhắc tới Hạ Giang rồi. Có phải gần đây vẫn chưa có ý xử quyết hay không? Dự Dương điện hạ không thể ngồi yên, chứ nếu không thì người tài giống như tiên sinh sẽ không chịu thiệt thòi tới nơi ẩm thấp dơ bẩn như lao ngục này. Tô Mộ tới thăm hầu gia, sao gọi là thiệt thòi được chứ? Ta đoán hầu gia gặp mặt ta, chắc chắn ngài sẽ nghĩ là cuối cùng thì tại sao ngài lại thua Tô Mỗ này, có đúng không? Chắc chắn ngài rất muốn biết ngài đã đi sai bước nào, bước nào đã có lỗ hổng, sự việc này tại sao từng bước đi tới bước đường cùng như ngày hôm nay, khiến ông rơi xuống vực thẳm, từ một đại thần trong triều giờ lại thành phạm nhân chờ chết. Thật ra hầu gia cũng không nên nghĩ nhiều. Hôm nay Tô Mỗ tới, mục đích là muốn nói rõ ràng cho hầu gia biết cuối cùng ngài thua Tô Mỗ như thế nào. Lần này ngài đã thua Tô Mỗ bởi vì ngài quá ngốc. Thiên lao, vì ta thông minh hơn ngài, cho nên ngài đã nghĩ gì, ngài cần ra kế sách gì đối phó ta, ta đều nhìn ra được. Nhưng mà trái lại thì ngài lại không biết được ta nghĩ gì. Như vậy làm sao không thua được chứ? Rồi cho tới cuối cùng thì ngài cũng không hiểu được tại sao mình lại bị thua. Như vậy không phải là ngốc hay sao?
À đúng rồi, ngài có biết được vẫn có một người thông minh hơn ngài không? Hà Giang, ông ấy thông minh hơn ngài nhiều. Ngài nghĩ sau khi thua Tô Mỗ thì tất cả mọi chuyện đều kết thúc sao? Chỉ cần có ổng thì ngài mãi mãi, mãi mãi là kẻ thua cuộc. Để ta nói cho ngài biết, người thông minh sẽ đối phó với ngài như thế nào. Trước tiên, người đó sẽ tới đây thăm hầu gia đang gặp nạn như ngài, làm một giao dịch với ngài. Chỉ cần ngài giữ bí mật của hắn, hắn sẽ giữ tính mạng cho ngài. Đương nhiên giao dịch đó là sự thật. Chắc chắn hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách giúp ngài sống sót bước ra khỏi đại lao này. Đợi ngài ra khỏi đây, không có bị phán tội chết, lời hứa của hắn đã được thực hiện. Tiếp tới, ngài trở thành một tên tội phạm lưu vong thông thường, bị đưa đi đày tới nơi xa xôi khổ cực. Chính trong thời điểm đó, ngài đã không còn một chút giá trị gì nữa. Vụ án đã kết thúc, không có ai thẩm vấn ngài nữa, càng không có một ai kiên nhẫn nghe ngài nói chuyện. Cho dù là ngài đang giữ rất nhiều bí mật có liên quan tới Hà Giang, cũng không có cơ hội để nói ra. Từ kinh thành tới nơi ngài đi đại là một con đường dài dằng dặc, bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành quỷ môn quan của ngài. Ngài nghĩ đi, nếu như một tội phạm đi đại không may chết đi, sẽ có bao nhiêu người quan tâm, sẽ có bao nhiêu người chú ý. Ngài chết rồi, sẽ đem tất cả bí mật có liên quan tới Hà Giang vào trong nấm mồ. Từ đó về sau, người thông minh như Hà Giang có thể kê cao gối ngủ, không còn chuyện gì có thể khiến ông ta lo lắng nữa. Câu chuyện này nghe cũng hay ho đó chứ. Ta Hầu Gia, hôm nay Tô Mộ muốn hàn huyên tâm sự với ngài, ngài thấy sao? Dự Vương điện hạ giá đáo, không kịp nghinh tiếp. Hạ thủ tôn khách sáo rồi. Điện hạ tới đây không biết có điều gì căn dặn? Trà xuân đã có bán ở chợ, hạ thủ tôn vẫn còn uống trà đâu. Đúng là một vị quan thanh liêm đó. Miếng ăn miếng uống do bệ hạ ban tặng, không dám lãng phí. Hạ thủ tôn thanh cao, người khác không thể nào theo kịp. Điện hạ quá khen rồi. Hôm nay ta tới đây không có chuyện gì lớn, nhưng vị phụ hoàng ra lệnh cho ta xử lý vụ án Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc. Nhưng mà trong đó có một số chuyện rất nhỏ liên quan tới hạ thủ tôn, cho nên tiện đường tới đây hỏi thôi. Liên quan tới thần, đúng là kỳ lạ. Điện hạ cứ hỏi. Khai Giang năm thứ 17, Tạ Ngọc chỉ thị Trác Định Phong giết tiên sinh dạy học Lý Đồng Tâm ở Hàm Châu, bị cáo buộc giết người vì hạ thủ tôn. Bổn vương muốn biết có phải là thật không? Giết người vì thần sao? Ta Hầu Gia, bây giờ cơ hội nói chuyện của ngài càng ngày càng ít đi, được nói lúc nào hay lúc đó. Ngài nói đi, điều Tạ Mỗ vừa phân tích có lý không? Lời tiên sinh nói không sai, đó cũng là tình hình xấu nhất. Hạ Giang chắc chắn tin tưởng ta, hắn biết chỉ cần cứu ta ra khỏi thiền lao, sau này ta sẽ không lật lọng hắn. Ta không có lý do nào hại hắn, nếu làm như vậy không có lợi gì cho ta. Nhưng mà những chuyện trên đời này sẽ thay đổi trong chớp mắt, có ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Cho dù ngài không có lý do bán đứng Hà Giang, nhưng mà ông ta có tin ngài không? Tin tưởng một người chết không nói được gì sẽ tốt hơn. Đây mới chính là phong cách làm việc của Hà thủ tôn. Hầu Gia suy nghĩ lại xem, tại sao lúc đó ngài lại giết chết Trác Định Phong chứ? Không phải cùng một đạo lý hay sao? Chuyện
Giữa ta và Hạ Giang không có thù hận gì. Hắn biết rõ ta, ta cũng biết rõ hắn. Bây giờ ta đành phải cược một ván cờ cuối cùng. Không tin hắn, không lẽ ta phải tin tiên sinh sao? Tại sao không thể tin tưởng ta? Tin tiên sinh, ta có ngày hôm nay đều là nhờ tiên sinh ban tặng cho ta. Nếu ta tin tiên sinh, có lẽ bây giờ ta không còn sống trên đời rồi. Hồ gia có ngày hôm nay không phải ta ban tặng, mà do ngài tự chuốc lấy. Nhưng nói ngài tin ta cũng không phải lời nói đùa. Hạ Giang có lý do để giết ngài, nhưng ta không có. Ngài không có? Tô tiên sinh, ngài chỉ hận sao ta không chết sớm mà thôi. Hầu gia đánh giá quá cao mình rồi. Ngài mới ra khỏi đại lao này thì ngài cũng chỉ là một tội phạm đi đài thôi. Ngài sống hay chết với Tô Mộ mà nói không có gì khác biệt. Trước đây ta đối phó ngài bởi vì ngài chính là mối đe dọa đối với Dự Dương, nhưng mà bây giờ ngài đã không còn gì nữa rồi. Mạng sống của ngài không còn giá trị gì nữa. Không còn giá trị? Nếu đã không còn giá trị, vậy tại sao ngài còn hạ mình tới đại lao âm u này chứ? Hỏi hay lắm. Thực ra Tô Mộ không có hứng thú gì với ngài. Người mà ta hứng thú là Hạ Giang. Hạ Giang. Tô tiên sinh, ngài đúng là biết nói đùa đó. Hạ Giang chính là hy vọng cuối cùng của ta. Ngài lại có ý lợi dụng ta để đối phó với Hạ Giang sao? Ngài đúng là ngốc thật đó. Tô Mộ muốn lợi dụng ngài, tới lúc này mà ngài vẫn còn giá trị lợi dụng thì ngài nên vui mừng mới phải chứ. Nếu ngài không còn lợi dụng được thì chỉ có một con đường chết thôi. Tô tiên sinh, ta e là phải để cho ngài thất vọng rồi. Ta vẫn muốn cược phía Hạ Giang, cược hắn tin tưởng ta. Hắn chính là con đường sống cuối cùng của ta. Thành thật xin lỗi, con đường sống duy nhất của Hầu gia đã bị Tô Mộ chặn đứng rồi. Ngài vừa nói gì? Là Trác Đỉnh Phong đã nói sao? Là Trác Đỉnh Phong đã nói. Tạ Ngọc cũng đã thừa nhận. Nhưng điều kỳ lạ là Hạ Thủ Tôn sau khi về kinh chưa tới 2 ngày thì hắn đã đổi khẩu cung. Hắn đã giết người đó vì tư thù cá nhân, không liên quan tới Hạ Thủ Tôn. Tạ Ngọc cũng đã khai nhận không liên quan tới thần. Sao Điện Hạ còn tới đây hỏi thần chứ? Tiện đường qua đây thôi. Ta muốn nghe Hạ Thủ Tôn nói là chuyện này không liên quan tới ngài, tiện ghi chép vào hồ sơ. Chuyện này không liên quan tới thần. Lý Trùng Tâm, Lý Trùng Tâm lại. Trác Đỉnh Phong đã giết chết hắn, nhưng không biết hắn nhận lệnh của ai. Ta chưa bao giờ nghe nói tới chuyện này, càng không nói chuyện này liên quan tới Hạ Giang. Tô Mộ biết ngài không có nói, nhưng mà Hạ Giang suy nghĩ sao? Làm sao Dự Dương biết cái chết của Lý Trùng Tâm liên quan tới Hạ Giang? Chẳng lẽ vô mưu sĩ như Tô Mộ đoán ra sao? Ngài là người duy nhất biết được sự thật, đương nhiên do ngài nói ra. Ta không nói. Giờ đã muộn rồi. E là bây giờ Hạ Giang đã thừa nhận. Trước đây trong chuyện của Lý Trùng Tâm, ngài đã bán đứng hắn. Hoặc là hắn tin tưởng ngài không cố ý làm như vậy, vì muốn giữ kín được nhiều bí mật, cho nên hắn sẽ cứu ngài. Nhưng trong lòng Hạ Giang, ngài không còn là một người hoàn toàn giữ kín bí mật. Miệng của ngài làm sao đáng tin cậy bằng một người đã chết chứ? Vì muốn diệt cỏ tận gốc không để hậu hoạn, ngay thời khắc ngài bước ra khỏi Thiên Long thì ngày chết của ngài cũng tới rồi. Tạ Hầu gia,
Mẹ con hy vọng Hạ Giang bảo vệ ngài, đó là điều không thể nào. Vì niềm tin hắn dành cho ngài, giờ đã không còn gì nữa rồi. Mai Trường Tu, Mai Trường Tu, ta không thù không oán với ngươi, sao ngươi lại muốn hại ta thê thảm tới đường này? Không thù không oán. Ta Hầu Gia, chúng ta vì danh lợi bảo vệ chủ của mình, vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn. Ngài hỏi ta vấn đề này không cảm thấy buồn cười hay sao? Bây giờ chỉ có ta mới cho ngài một con đường sống. Tin ta hay là tin Hạ Gia, ngài tự lựa chọn đi. Được rồi, nói đi, bây giờ ta phải làm sao? Ta muốn biết tại sao Hạ Giang lại giết Lý Trung Tâm. Có biết chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Tại sao không có ý nghĩa? Có được điểm yếu này của Hạ Giang, Dự Dương Điện Hạ sẽ không lo lắng nữa. Dự Dương lo lắng điều gì? Ta Hầu Gia, ngài chính là tâm phúc quan trọng nhất của Thái tử. Lần này Hạ Giang cố gắng hết sức để bảo vệ ngài, e là Quyền Kính Ti trước giờ không xen vào tranh chấp, bây giờ đã đứng về phía Đông Cung rồi. Ta đã nói rõ ràng, Hạ Giang cứu ta không liên quan tới tranh chấp triều chính. Vậy thì tốt. Có điểm yếu này của Hạ Giang, sau này Quyền Kính Ti, Dự Dương có thể sử dụng được rồi. Mọi người nghĩ Hạ Giang quá đơn giản rồi. Ông ta sẽ không dễ dàng để mọi người sai khiến đâu. Làm sao lợi dụng hắn là chuyện của ta. Ta Hầu Gia không cần nhọc lòng. Ta nói mọi chuyện cho ngài biết thì ta có lợi ích gì chứ? Được sống, kinh thành còn có Dự Dương, trên giang hồ có Giang Tả Minh, có thể bảo vệ mạng sống của ngài. Vào 13 năm trước, Lý Trùng Tâm thay Hạ Giang viết một lá thư để giả mạo bút tích, chính là giả mạo bút tích của Nhiếp Phong. Ai là Nhiếp Phong? Ai là Nhiếp Phong? Nhiếp Phong là Xích Diễm Quân Tiền Phong đại tướng nằm đó, cũng là phu quân của Hạ Đông Quyền Kinh Ti. Cho nên lúc đó Hạ Giang có thể dễ dàng lấy được bản thảo của bút tích của Nhiếp Phong giao cho Lý Trùng Tâm, viết ra một bức thư giống y như thật, cả Hạ Đông cũng không thể phân biệt thật giả. Trong thư đã viết những gì? Đó là lá thư cầu cứu, viết là chủ soái Lâm Nhiếp mưu phản tàn bạo, để diệt khẩu,
đẩy ta tới chỗ chết. Mong cứu. Thì ra lá thư cầu cứu mà Nhiếp Phong tố cáo Xích Diệm Quân mưu phản là giả mạo. Ngày ngàn dặm xa xôi tới cứu Nhiếp Phong, vì nhận được tin quá trễ nên chỉ đem được thi thể về, và chuyện này cũng là giả. Ngài lấy danh nghĩa cứu Nhiếp Phong rồi bất ngờ tấn công, khiến cho đại tướng Tiền Phong không biết chuyện gì rơi vào chỗ chết. Ngài đưa một nửa cơ thể của ông ấy trở về kinh, cùng thư giả của Lý Trùng Tâm làm bằng chứng, bẩm báo hoàng thượng, nói với Hạ Đông: ông ấy bị chủ soái Lâm Nhiếp giết người diệt khẩu, đúng không? Lật lại vụ án cũ này có lợi cho Dự Dương Điện Hạ, có phải vậy không? Vậy sau đó thì sao? Lúc đó lá thư đó chỉ có ta và Hạ Giang biết nó là giả. Hắn có mục đích của hắn, ta có của ta. Vì không muốn Hạ Đông đồ nhi của hắn biết, hắn không sử dụng lực lượng của Quyền Kinh Ty, nên ngầm ám hiệu ta. Ta đã lệnh Trác Đỉnh Phong giết chết Lý Trùng Tâm. Quá trình của việc này là như vậy, không liên quan tới tranh chấp triều chính. Ngài đã hài lòng chưa? Tô tiên sinh, Tô mộ sẽ thực hiện lời hứa. Thiên lao. Ta xin lỗi. Tiểu thù sẽ không trách cô đâu. Thank you.
Hôm nay không phải là ngày quy định vào cung, sao con lại tới đây? Vì con muốn gặp mẫu thân thôi. Nếu phụ hoàng biết được, chắc cũng chỉ trách mắng. Sao vậy? Tâm trạng không vui sao? Có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mẫu thân à, con rất là nhớ tiểu thụ. Sao rồi hả? Đã uống thuốc chưa? Từ lúc trở về cứ ngồi im ở đó không động đậy gì. Chúng tôi cũng không dám vào hỏi chuyện. Đúng đó, chưa bao giờ thấy tông chủ như vậy hết. Yên đại phu, hay là ông vào đó coi sao đi. Đúng đúng, ông vô coi đi. Thêm 2 canh giờ nữa vào cho uống thuốc. Bây giờ có thể xác nhận Hà Giang không liên quan tới tranh đấu trong cung. Giữa hắn và Hạ Đông giờ đã có dính nước. Bây giờ chúng ta có thể không cần suy nghĩ nhiều về hắn nữa. Điện hạ, nghe sao vậy? Nghe được sự thật do chính miệng Tạ Ngọc nói ra. Điều mà ngài nghĩ được chỉ có nhiêu đó thôi à? Nhiều năm trôi qua, đã có sự thay đổi lớn. Tra lại án cũ thì có ích gì? Với lại, Hà Giang bây giờ không phải là kẻ thù của chúng ta. Vì chuyện không có lợi mà thêm kẻ thù mạnh, như vậy không đáng. Hay cho câu như vậy không đáng. Ngài có biết chuyện của Nhiếp Phong là nguyên nhân của xích diệm quân mưu phản? Bây giờ ngay cả nguyên nhân đó cũng là giả, cho thấy đây là vụ án rất là lớn. Phía sau có rất nhiều chuyện mờ ám. Cả nhà Kỳ Dương và Lâm Gia không biết đã có bao nhiêu quan khuất. Mà ngài lại cho rằng đây chỉ là một chuyện cũ năm xưa thôi à? Chẳng lẽ bây giờ Điện Hạ mới biết được Kỳ Dương và Lâm Gia đang bị quan sao? Trong trí tưởng tượng của Tô Mộ, trước giờ ngài luôn tin chắc rằng họ không hề âm mưu làm phản. Trước đây
ta chỉ một lòng tin tưởng nhân cách của Kỳ Dương và Lâm Soái thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì... Nhưng mà hôm nay Điện Hạ đã phát hiện được một manh mối xác thực và đã biết được những sự thật năm xưa không thể nào lý giải được, đúng không? Tiếp theo thì sao? Điện Hạ định sẽ làm gì đây? Sẽ tiếp tục điều tra. Ta phải điều tra năm xưa bọn họ hãm hại Kỳ Dương và Lâm Soái như thế nào. Ta phải làm rõ tất cả mọi chuyện. Rồi sau đó? Sau đó sau khi Tĩnh Dương đã tìm được sự thật, sẽ tới Hoàng thượng Kiêu Quan cầu xin Hoàng thượng lật lại vụ án, xử trí những người có liên quan hay sao? Không lẽ không nên làm vậy à? Chẳng lẽ Điện Hạ thực sự cho rằng chỉ dựa vào Hạ Giang và Tạ Ngọc có thể bức tử được hoàng tử tại Đức Vẹn Toàn hay sao? Có thể hủy hoại cả một soái phủ quy danh hiển hách hay sao? Hoàng tổ mẫu. Tấn Dương. Tiểu thụ. Ta hiểu ý của tiên sinh, nhưng mà tại sao chứ? Tại sao? Cho dù Kỳ Dương phủ chính trong triều rất được yêu mến, có rất nhiều chính kiến không đồng tình với cải cách của phụ hoàng, nhưng mà tính tình của Kỳ Dương nhân từ, không hề có ý phản loạn. Tại sao phụ hoàng lại nghi ngờ Kỳ Dương chứ? Mọi người đều cùng một cha sinh ra mà. Bao đời hoàng đế có ai không cùng một cha đâu chứ. Trái tim hẹp hòi của người đế dương không phải tới bây giờ mới có. Theo tôi mẫu suy đoán, tuy hoàng thượng có lòng nghi kỵ, nhưng lo sợ uy thế của Kỳ Dương năm đó, không thể tùy tiện tước quyền, và tâm tư này bị Hạ Giang đoán được. Đương nhiên hắn sẽ đổ dầu vào lửa, chia sẻ nỗi lo này. Nghe nói năm đó phụ hoàng đã tin thật à? Phụ hoàng tin Kỳ Dương mưu phản, xích diệm quân mưu phản à? Về tính cách đa nghi của hoàng thượng, ta nghĩ hoàng thượng thực sự tin, cho nên mới tàn nhẫn như vậy, xử trí không hề nương tay. Cho dù có nói sao, nếu trong lòng phụ hoàng thực sự có nghi ngờ, nghe lời hãm hại này, chỉ cần triệu về kinh tra hỏi rõ ràng thì đâu tới nổi. Chỉ hận là lúc đó ta không có mặt. Cũng may lúc đó người không có mặt.